chân lốt Macau. Trước tiên thì lấy cái khăn quấn cái đầu lại một chút. Ở đây có bốn ngón thì có một ngón cái là phía sau cùng và ba ngón dài đằng trước, mình xỏ ba ngón trước. Xỏ ba ngón này. Ba ngón dài nhé, xỏ ba ngón dài 1 2 3, có cái ngón ngắn nhất là cái ngón phía sau cùng này. Kéo qua. Rồi, như vậy đó. Xong rồi. Vòng này có thể khắc số điện thoại, khắc tên, hoặc là khắc tên con vật, hoặc là tên chủ nhân, số điện thoại của chủ nhân, hoặc là những ký tự như ngày tháng năm. Làm vòng các bạn có thể gọi số 0938 241 285. Tuấn chuyên vòng chân cho chim. Cảm ơn đã xem.